Văn Thanh xin chào tất cả bà con. Hôm nay thì Văn Thanh sẽ đến cái con đường liên tổ 13, 14 này nè. Ở đây thì thuộc ấp 3 của xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Quay một thửa đất vườn 1.000 m², đất trồng cây lâu năm. Mặt tiền 15, hậu cũng 15 luôn. Miếng đất rất là vuông vức luôn nha. Chiều sâu vô 66 m, đúng 1.000 m² luôn. Đất này thì đã tách ra rồi nha, tách một sổ riêng luôn. Mặt tiền được 15 m, hậu cũng 15, sâu 66. Đường này thì đường chiếc xe có chừng 1 tấn vào là ok luôn. Đường bê tông này chắc khoảng 3 m hơn ạ. Đi đúng 500 m á, có chừng 500 m ra tới đường quốc lộ 1A. Quốc lộ 1A hướng này nha, rồi chạy một cái vèo lên tới đường đường cầu vượt Nguyễn Văn Linh, vòng xoay Nguyễn Văn Linh, ngay đoạn đi vô đường Nguyễn Văn Linh đó, rồi đi vào cao tốc Sài Gòn Trung Lương đó. Rồi từ đây đi tới cầu Bình Điền có chừng 2 cây số là tới cầu Bình Điền nha, gần cầu Bình Điền. Miếng này thì anh chủ anh đang đi test quy hoạch nha. Đang đi test quy hoạch thì anh có hỏi xã rồi, xã nói là khu này là quy hoạch cho đất ở nha. Quy hoạch cho đất ở. Còn thời gian để anh đi test đi, rồi anh test về anh báo cho mình hay. Này lúc đó có gì bà con nào mua thì ráp kèo vô nha. Giá chỉ có 5.7 tỷ thôi. Giá này là giá chốt kèo nha bà con. Giá trước đó chủ đang kêu là 6 tỷ. Bây giờ chủ đang chốt gấp luôn là 5.7 tỷ không thương lượng. 5.7 tỷ không thương lượng nha bà con. Thuế thì ai nấy đóng. Tiền cò thì chủ cho. Đây là ấp 3, xã Tân Quý Tây. Đường này là đường thông luôn, đường thông ra tới đường giao thông Hào ấp 3 nha. Trên bản đồ là để đường Tân Liễu, nhưng mà đây là đường trên thực tế mình đi thì để là giao thông Hào ấp 3 của xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bà con nào có nhu cầu thì cứ kết bạn Zalo, Viber với Thanh Cò. Rồi Thanh Cò đưa cho bà con mình tới đây coi nha. Ở đây cũng gần chỗ Thanh Cò ở luôn. Rồi số điện thoại Thanh Cò là 0786668368. Thanh Cò xin chào.